Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi game Roblox mà mình đã tìm được ở trên TikTok. Let's go. Ok, và cái game đầu tiên mà mình chơi với bạn sẽ là một cái tựa game mà tôi đã tìm được ở trên TikTok. Và có rất nhiều bạn fan đã gửi cái tên game này qua cho tôi chơi thử. Nhưng mà tôi không biết game này là game gì. Game gì mà sao phải vô rừng rú thấy gớm vậy? Tự sợ vậy? Đúng rồi, cái game gì mà tôi thấy chúng ta đi vô tới tận trong rừng ta. Thấy hơi sợ sợ. Khoan từ, có gì đây? Ê, đừng vô hang, Ê, Sam ơi, mà nhìn ở ngay cái hang mà có thấy con gì không vậy? Không, thấy hang à. Tôi nhìn vô cái hang, tôi thấy có nguyên cái quả chuối đứng ở trong đó. Bạn ơi, nhìn ghê thật sự luôn á. Chúng ta đi đường khác, hình như cái hang đó nó nguy hiểm. Cái hang ta không nên vô. Có quả chuối. Cái hang mà có quả chuối trong đó mà nó đứng nó nhìn mình nó cười đi chứ sợ thật sự. Ủa mà khoan, từ cái map này á là nó đưa chúng ta vào trong đây xong rồi nó đưa chúng ta đi vòng vòng trong khu rừng vậy thôi hả? Thấy như mình là một nhân vật bị lạc đó Phong ơi, bị lạc vào khu rừng. Đó à, vậy. Mình đang bị lạc vào trong một khu rừng các bạn ạ. Nhưng mà sao tôi cảm giác kiểu mình chơi trong con map này tôi thấy cô đơn quá Sam ơi, kiểu như là xung quanh nó toàn là khu rừng cỏ cây này, không có bạn bè hết trơn, thấy cô đơn thực sự luôn á. Ôi, bên này có ngôi nhà. Bên này là có một cái khu cắm trại nữa bạn, còn bên này là có một cái ngôi nhà. Thôi rồi, để mình vô ngôi nhà xem thử cái nhà có gì trước nha bạn nha. Vô thử coi. Ủa, nhà xanh lè vậy hả? Cái nhà màu xanh, nhà trong rừng, nhà của Camui vậy. Ok. Tôi nói. Ừ, để tôi mở cửa thử coi nha. Mở cửa nè. Cốc. Có ai ở nhà không? Ủa, cái cửa này hình như bị khóa sao mày không mở được. Vậy cửa bên này mở được không ta? Cửa này cũng không mở được luôn. Hay là mình phải trèo cửa sổ vô ta? Trời ơi, tính ra cái nhà của ai ta mà mình cũng không phải ăn trộm thì mình trèo cửa sổ vô nó hơi kỳ các bạn ơi. Từ có cái đường đằng sau nè. Ở đằng sau này chúng ta có một cái khu vườn hay gì này, là từ để mình đi ra sau đằng sau coi thử coi. Ok, đằng sau này. Ấm e để mở cửa. Ok, qua đây. Ủa, có gì đây? Ủa, chìa khóa. Ồ, có một cái chìa khóa nữa bạn. Dạ. Chủ nhà chọn chủ giấu chìa khóa đỉnh vậy? Tự nhiên chìa khóa rồi đem treo ở đằng sau nhà là sao ta, kỳ vậy. Giờ chúng ta sẽ mở cửa nè. Ồ. Xin chào ai vậy? Ủa, ở trong đây là một cái ngôi nhà hoàn toàn bình thường bạn ơi. Mà có cái bánh kem ở giữa nè. Ủa, hôm nay là sinh nhật của ai ta? Có bạn là sinh nhật ngày hôm nay mình chúc mừng luôn hả? Có bạn nào sinh nhật của bạn ngày hôm nay không thì mình xin chúc mừng sinh nhật các bạn nha. Chúc mừng. Ok. Chúc sinh nhật bạn nha. Rồi, ok. Ê, để mình xem coi bánh kem. Thắp nến được á. Ơi, thắp được nè, từ để mình thắp lên thử nha các bạn nha. Thắp lên. Rồi. Ủa gì vậy? Game kinh dị hả? Kì vậy? Đừng có nói là game kinh dị nha. Nén cái tỷ tôi nói vậy. Ôi, ủa. Chúc mừng sinh nhật. Wow. Xung quanh có mấy người bạn đang chúc mừng sinh nhật mình nè các bạn. Wow. Vậy là hôm nay là cái nhân vật chính này là chúc mừng sinh nhật là hôm nay sinh nhật người ta. Tôi hiểu rồi. Thì ra cái map này các bạn là một cái map rất là hay nha. Đó chính là nếu như bạn nào mà tới ngày sinh nhật của các bạn có thể vào trong cái con game này để mấy bạn có thể được chúc mừng sinh nhật ở trong game. Và đây có rất nhiều những người bạn đang chúc mừng sinh nhật mình nè, đó đang nhảy nè. Dễ thương. Ơi, bị dễ thương luôn. Ok, với lại là bạn nào ngày hôm nay là sinh nhật của bạn thì mình chúc mừng sinh nhật các bạn luôn nha. Happy birthday. Ok. Bạn có sinh nhật ngày hôm nay đừng quên comment nha. Comment bên dưới nha. Bạn nào sinh nhật ngày hôm nay comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ơi, ok, cái map đầu tiên hay nè. 10 điểm. Ok, đến với map thứ hai để xem map thứ hai là gì đây. Let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game thứ hai mà mình và Sammy sẽ review nha các bạn nha. À mà quên nữa, nếu như bạn nào mà có cái con game nào hay mà bạn muốn mình với Sammy sẽ review thì bạn hãy comment tên của cái game đó ở bên dưới nha. Ok. Ví dụ như là game Roblox có tên là ví dụ như là vượt nhà tù hay là gì đó, bạn comment tên bên dưới mình sẽ review nó cùng với Sam nha. Ok. Rồi, bây giờ để mình xem coi. Hiện tại ở trong đây là map gì đây, từ để mình coi coi. Ủa, sao có bạn kia chèo thuyền mà chèo nguyên ngôi nhà bơi ngoài kia vậy? Ủa, gì vậy, thuyền nhà hả? Rider nè, cái này gì đi? Cái giường. Ủa? Giường. Cái giường làm gì? Ủa, đặt xuống. Ồ, để cái giường nó ngoài đây. Ủa, để làm gì ta? Không biết nữa. Ủa, có số trên kìa. Cái hình như là có cái số á. Trên. Ê, đừng có nói là trượt cầu trượt bằng cái giường nha. Từ từ để xem coi. Nghĩ sao vậy? Có đâu ông ơi, nghĩ sao cái giường sao trượt được? Ok, nó đang trượt nè bạn ơi. Dương cái máy bay rồi. Tôi hiểu cái map này chơi sao rồi Sam ơi. Cái map này giống kiểu mình trượt cầu trượt bằng mấy cái đồ mà chúng ta mua được á. Đầu tiên chúng ta sẽ trượt bằng cái giường nè. Gì vậy? Ui, chúng ta càng trượt càng có tiền. Chúng ta trượt càng xa chúng ta càng có nhiều tiền rồi. Xong bởi cái giường rồi. Còn cái chân. Ây da, trời ơi, văng tôi lên trời luôn ông ơi. Trời. Còn cái chân nó vậy. Trời, trượt kiểu này. Lại trượt tiếp kìa. Bum. Thiệt sự luôn á trời. Game này hay rồi nha. Từ tôi có tiền rồi nè. Hình như là một
152 đô kìa, chạy chưa chuyện đó 152 đô vậy sao? 152 đô tôi có thể mua được cái thứ khác. Ok, tôi sẽ thử mua cái này coi. Cái này là cái thuyền. Cái thuyền. Wow. Okay. Chúng ta mua được cái thuyền đó bạn ơi. Và cái thuyền này lái được luôn nha. Yeah. Ok, lên thuyền nè. Bấm E để chạy đúng không? Rồi, let's go đi thôi. Rồi, để tôi xem coi là cái thuyền này của tôi nó có đi gọi là xịn hơn cái giường không nha các bạn nha. Để trượt xuống coi thử nè. Xuống đây. Rồi, thuyền đi được đúng không? Đi ok, được thuyền tuyệt vời. Rồi, xong xúc rồi, xúc cái thuyền rồi. Ây da, cái thuyền bể rồi. Rồi, bể nát cái thuyền luôn rồi. Xong tôi văng ra khỏi thuyền luôn. Cái thuyền chịu đựng thua cái giường các bạn ơi. Mấy giây đi luôn à. Ok, trời, tính ra cái giường còn bền hơn nữa các bạn. Hiện tại bây giờ mình đang kiếm được 100 đô rồi. Yeah. Ok. Ôi trời, lăn. Ôi trời, lăn. Ui. Trượt. Cái này là trượt nha các bạn nha, trượt. Quá trời trượt luôn. Đó, 200 đô rồi. 200 đô. Ủa trời, tính ra cái thuyền này kiếm được nhiều tiền hơn cái giường nhiều nha các bạn nha. Ok, thua rồi. Để xem coi. Ui, cái thuyền này kiếm được 600 đô luôn. What? Cái gì nhiều dữ vậy? Oh my god. Ok được rồi, để tôi xem coi bây giờ tôi có 600 đô tôi sẽ mua cái gì đó xịn thật xịn luôn. Kìa, 600 đô mới kìa. Cái nhà nè. Đây, nguyên một cái nhà. Ủa cái nhà này giống cái nhà trong Minecraft á bạn ha. Từ để tôi xem coi cái nhà sẽ chịu đựng được đến cỡ nào nha. Ok. Trượt bằng cái toilet nhà nè. Không? Toilet hay cái nhà vậy? Cái này cái toilet vậy? Cái này cái toilet. Cái này cái toilet các bạn ơi, phải cái nhà các bạn. Toilet công cộng các bạn ơi, nó có gương có đồ đó kìa. Ok, để trượt xuống coi cái nhà của chúng ta sẽ chịu đựng được đến đâu nha. Xuống nào. Xuống nè. Trượt nè. Ok, kiếm được bao nhiêu tiền đây? Bùm. Ui, cái nhà này chắc nha, cái nhà này khó vỡ nè. Tôi văng ra khỏi cái nhà luôn rồi, thấy không? Trời ơi, cái nhà gì đâu kỳ vậy? Cái nhà nó trượt trước tôi luôn kìa. Cái nhà chạy trước, còn tôi chạy sau. Trời ơi, cái nhà còn nguyên kìa, ông bây giờ sắp banh xác rồi kìa. Trời ơi, cái nhà kinh khủng thật sự. Ok, bạn ơi, nói chung là map này hay nha, map này số 1 nha. Ok, map này tôi nghĩ là tôi sẽ cho... À không, cũng không số 1 lắm nha. Map này cũng vui thôi, nhưng mà nó cũng không thú vị lắm. Tôi sẽ cho map này được 8 điểm nha các bạn nha. Ok, cảm ơn bạn nào đã gửi map này cho tôi. Cảm ơn các bạn. Rồi, đến với map tiếp theo nào, let's go. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map tiếp theo mình sẽ chơi nha. Thì cái con map này để tôi xem coi nó là gì đây. Ok, con map này tôi cũng mới kiếm map được ở trên giống... TikTok. Sao nó giống như là cái khu vui chơi vậy? Nhìn dễ thương vậy? Nhìn nó giống một cái khu vui chơi các bạn, giống kiểu chúng ta sẽ vào đây để chúng ta đi chơi vậy đó. Khoan từ, chuyến bay gì đây, cái này gì đây? Map này là cái map mà chúng ta sẽ vào đây để chúng ta xây cái khu vui chơi. Ok, tôi hiểu rồi. Có một vị khách nè. Chơi được nha các bạn nha. Chúng ta chỉ cần bấm nó vô nè, chúng ta sẽ bấm cái trò này lên thì ngay lập tức là nó sẽ xoay nè. Vậy là chúng ta sẽ có thể chơi được những cái đồ chơi, những cái trò chơi trong đây nha các bạn nha. Hợp lý, vui. Ôi, dễ thương. Rồi, ok. Ủa, cho tiền nghe, ngàn tám nè. Ồ, vậy có nghĩa là chúng ta sẽ mở cái khu vui chơi này, sau chúng ta sẽ được tiền các bạn ơi. Người ta vô chơi chúng ta sẽ được tiền. Ê, ok ơi, được. Rác luôn, rác nhiều quá. Có cái thùng rác. Ủa đây, ủa, sao có rác ở đây vậy ta? Trời ơi, người nào quăng rác ở đây vậy? Mấy bạn rồi. Nhỏ nè, mấy bạn nhỏ đang xem video nhớ nè là không có được vứt rác lung tung nha các bạn nha. Đây có ai vứt rác lung nè, từ để mình đi dọn đã. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ xây nó nhiều hơn nữa. Bây giờ mấy bạn hãy chờ tôi xíu nha. Cho tôi tầm 10 giây thôi, trong vòng 10 giây tôi sẽ xây được nhiều cho các bạn coi. Ok. Tôi nhanh nè. Okay. 10 giây bắt đầu. Ok bạn ơi, tôi muốn xây nhiều hơn nhưng mà giờ tôi hết tiền rồi mấy ông ơi, tôi không có đủ tiền nhiều cho nên tôi chỉ có thể xây được cái này thôi. Đây chính là một cái cốc, cái này hình như để cho mình xoay nữa nè. Đó, mình sẽ leo lên. Xong cái này nó xoay vòng tròn. Ủa xoay vậy? Đó, xoay nè. Ok. Và người ta xoay, chơi càng nhiều thì mình sẽ càng được nhiều tiền hơn. Ui, xoay vòng tròn. Có bạn nào mà hay vô mấy khu vui chơi chơi mấy cái trò xoay vòng tròn này không? Sam có chơi không? Có, tôi có thấy mà nhưng tôi chưa chơi, tôi sợ. Rồi, còn tôi á, tôi không dám chơi bạn ơi, tại tôi sợ bị nhức đầu lắm, chơi mấy game này nhức đầu lắm. Ok, từ đây này là cà phê nè. Ồ, cái này là mở quán cà phê luôn. Ồ, được, mua đèn nè, xây đồ nè. Ồ, xây ra hết các bạn ơi. Rồi, hết tiền luôn. 300 mấy, 300 mấy. Rồi, hết sạch tiền luôn thôi, không sao, trời sáng nè, chờ người ta vô chơi tiếp mình được tiền tiếp thôi. Đây đây có mấy cái bãi rác đây nè, tự mình dọn không thôi. Lượm rác không có tiền nha. Đúng rồi. Rác không có tiền luôn. Khách vô mà khách nhìn thấy cái chỗ này toàn rác không thì sao người ta vô chơi được đúng không? Rồi ok, mời mọi người lên nè, mời mọi người lên. Lên đi mọi người. Rồi, mấy bạn kia lên rồi kìa. Ui, mấy bạn kia qua chơi cái cốc kia kìa, đúng đẹp luôn không? Ồ, bên này cũng có những cái bạn đang chơi mấy cái cốc nữa bạn. Vậy là tôi kiếm được thêm tiền rồi. Mà có thêm tiền chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ xây quán cà phê bên này. Đây, tôi sẽ xây quán cà phê nha. Xây. Ui, hết tiền nữa rồi. Đợi, giờ đợi tiếp. Mình phải dùng hồ không cần nè. Hoa năng sẽ dùng hồ liền. Đúng rồi, bạn nào đang xem video thì vô trong khu vui chơi của tôi nè, ủng hộ giúp tôi ấy. Đây có bãi rác nè, để dọn ra. Ủng hộ bằng cách
xe gọi là gì tên like video là được rồi. Đúng rồi. Đây, tôi vừa kiếm được thêm ít tiền rồi, tôi sẽ cố gắng xây cho xong cái quán cà phê đi, để cho khách đến đây có thể mua cà phê để uống đó. Bên này là quán cà phê nè. Rồi, bây giờ tôi sẽ xây thêm khu vui chơi nha bạn nha, xây thêm con đường ở bên này. Ở bên này là chúng ta sẽ xây được thêm gì đây? Ôi, lại tiếp tục là xây một con đường nữa. Bên này chúng ta sẽ có thể xây được một cái chuyến đi ngọc chai đen hả? 2.500 tiền. Trời, 2.500 tiền nhiều quá. Dạ, xin mời quý khách lên trên đây đem khởi động cho quý khách. Đây đây, em sẽ bấm nè. Rồi mời quý khách chơi. Ok, em chơi chung quý khách luôn. Chơi chung nha. Bo tiền nha. Đúng rồi, em chơi chung thì nhớ cho em xin ít tiền nha. Bo cho em thêm ít tiền tại em phục vụ quá. 3.000 tiền rồi, trời ơi, hợp lý. Dạ, cảm ơn quý khách đã sử dụng khu vui chơi của chúng em. Rồi, bây giờ em sẽ xây thêm cho quý khách vô chơi nè. Đây, chuyến đi ngọc trai là cái gì đây? Ủa, cái trò này trò gì đây? Quý khách thử coi, nhanh chóng nè. Cái gì đây? Cái này cái gì vậy? Cái này là tôi biết rồi bạn ơi, tôi nhớ rồi nha. Cái trò này á là cái trò mà lần trước á Sammy chơi cái trò này nè, xong rồi Sammy bị say á, xong Sammy ói quá trời luôn rồi Sammy ngất xỉu luôn á. Có bạn nào đã từng coi cái video mà Sammy bị ngất xỉu chưa? Thì mấy bạn có nhớ không? Đó, cái trò này là Sammy bị ngất xỉu nè. Trời, tôi kiểu ôi trời ơi cái gì đâu mà bà sợ nó không lên cái này. Ôi quá trời. Bà đúng rồi, bà Sammy bà cứ gáy bà kiểu trời ơi trời bình thường không đâu. Bà vô xong. Vô. Bà ói. Rồi ok, để coi trò chơi tiếp theo mà tôi sẽ xây được là trò chơi gì đây? Cái thùng gì mà 900 đô vậy? Như là mình phải xây hết á. Ủa? Ủa cái gì? Nó có cái bộ xương nằm cái gì? Nhìn ghê quá vậy. Từ có cái thuyền này. Hình như là cái đây lên chụp selfie vậy đó. Cái chỗ này là cái thuyền này, chúng ta lên chúng ta chụp selfie với bạn ơi. Ok. Rồi, đi tiếp. Đây dọn rác nè. Rồi dọn rác khỏi sợ luôn mấy bạn ơi, dọn rác là có tiền. Đúng rồi, dọn rác là được 100 đô quá xịn. Ui, mấy bạn ơi, ở bên này mình thấy nó có cái phần là dọn dẹp nè, hình như là chúng ta mua cái phần này là sẽ có người đi dọn rác giùm cho chúng ta hay sao á. Ok, hợp lý. Ủa, được. Người ta dọn rác cho mình là mình có được tiền không? Được chứ, người ta dọn rác cho mình là mình sẽ được tiền đó. Vậy là mình sẽ khỏi cần phải dọn rác nữa. Rồi bây giờ tiếp theo là gì đây? Bên này là gì đây? Một cái ui, một bạn nữ. Ủa bạn nữ đây làm gì ta? Ủa hay là bán đồ? Staff. Ok, nhân viên ở đây các bạn ơi, nhân viên ở đây. Trời ơi, bây giờ bắt đầu có nhân viên rồi nè mấy bạn. Đúng rồi, bắt đầu có nhân viên rồi nè. Thuê được rồi. Rồi. Ui nhiều khách tới rồi. Ồ, nguyên cái khu vui chơi của mình nhìn đúng to đúng xịn luôn các bạn. Wow. Ok, nói chung là map này tôi thấy khá là thú vị. Chúng ta có thể vào đây, chúng ta kinh doanh, chúng ta bán cái gì đó để chúng ta kiếm được tiền. Cũng khá là hay đó. Map này tôi sẽ cho 9 điểm. Sao mày cho mấy điểm? Ồ, cũng cho 9 điểm nha, 9 nha, 9 nha. Ok. Vui. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với map tiếp theo nào. Let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với con map tiếp theo nha bạn nha. Thì con map này để mình xem coi chúng ta sẽ làm gì đây. Bước vào trong đây. Nhà hàng của tôi. Ui, mình sẽ có thể tạo được nhà hàng hả? Nhà hàng của Phong cận. Rồi xây được nguyên cái nhà hàng luôn nè. Nhà hàng của Phong nữa bạn. Gì đây? Một bàn cho hai người hả? Rồi okay. Vậy là map này sẽ là map chúng ta sẽ mở nhà hàng để chúng ta bán đồ ăn cho khách mấy bạn ơi. Ok, hợp lý nè. Để mình vô. Rồi quý khách đợi em xíu nha, bàn cho hai người hả? Từ để em kiếm bàn cho quý khách. Đây ở bên này nè quý khách ơi. Quý khách rồi. Lại kêu người ta tới đó, kêu người ta tới. Dạ rồi. Mời quý khách. Ủa sao mời không được? Quý khách ơi vô đi quý khách. Ủa, vô cách nào ta? Chọn bàn cho khách. Ok, đây. Chọn bàn cho khách. Đi đến chỗ này. Có đúng hai cái bàn à, giờ biết chọn sao giờ? Dạ bàn này nè khách ơi. Dạ mời quý khách đây. Vô. Ok, khách hàng đang vào nè. Dạ rồi, mời quý khách. Quý khách vô đây, em sẽ gọi món cho quý khách ăn nha. Đồ ăn ở nhà hàng em là ngon lắm. Quý khách yên tâm là em nấu chứ còn Sam nấu quý khách ăn không được đâu, yên tâm nha. Ủa vô duyên. Rồi để cho ta ăn. Người ta đang coi menu nữa bạn. Ok, để xem coi. Cho tôi phở hả? Ok, phở đúng không? Quý khách chọn là đúng rồi. Phở Việt Nam là số 1. Ủa gì đây? Cho một bàn hai người hả? Dạ rồi, quý khách đợi em xíu. Hết dữ vậy? Mới mở khóa mà hết vậy? Mới đó mà hơi nhiều khách quá à. Dạ bàn trong đây nè quý khách ơi. Mời quý khách vô. Dạ rồi, mời quý khách vô nha. Ok, đem đi nấu phở cho các bạn kia đã. Từ để nấu sao ta? Sao bây giờ nấu sao sao? Bây giờ ra chợ mua quái phở là mình nấu. Từ bây giờ mua phở nấu sao ta? Đây, phở đây, phở có giá là 6 đô các bạn ạ. Ồ, vậy là phở có giá 6 đô hả? Nhưng mà nấu sao ta? Hình như là mình phải đi mua đồ để nấu nè. Chúng ta sẽ phải thuê đầu bếp mấy bạn ơi. Ok, thuê đầu bếp với giá là 200 đô nè. Rồi, ok, vậy đi chứ bây giờ tôi cũng không biết nấu mấy ông ơi. Đây, ui đầu bếp của tôi nè mấy ông. Dạ. Ok, đầu bếp nấu giúp em. Nấu cho em phở nha. Phở đúng rồi, nấu phở cho khách nha, đầu bếp. Ok. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ phải bấm vô người của khách hàng nè để chúng ta sẽ ghi ra cho đầu bếp chúng ta làm. Rồi. Ok đầu bếp ơi, bây giờ nấu phở giúp tôi nha. Ủa khoan từ sao đầu bếp không nấu mà để cho tôi nấu vậy? Mình đang hướng dẫn cho đầu bếp. Ok, đúng rồi. Đây, đầu bếp nhìn thấy không? Đó. Cái này
là đầu bếp nhìn là em mà đầu bếp bắt chước theo làm nha đầu bếp. Ok xong rồi nè. Đấy, giờ dạy đầu bếp luôn. Vậy chúng ta xong được bát phở rồi nè. Yeah. Rồi đó. Nấu lên. Đây, tô phở đầu tiên siêu ngon dành cho quý khách. Thơm. Dạ, em mời quý khách ăn. Ok, một tô cho một vị khách đầu tiên nè. Trời ơi, lần đầu tiên làm nhà hàng xong bị cà lâm luôn mấy ông ơi. Đây, tô phở thứ hai. Quý khách đợi em xíu nha, để em chuẩn bị cho hai quý khách bên này đã. Dạ rồi, mời quý khách hai tô phở siêu ngon. Ok rồi, nấu thêm hai tô nữa. Ok, e nè, rồi, chặt củ hành. Đó, nấu. Rồi ok, đem qua đây đun lên. Ông đầu bếp nãy giờ ông đứng ông nhìn mình quậy bạn. Ông lên ông biết đè ông chưa hiểu người không? Ông đang học mà đúng không? Cái ông đầu bếp này sao ông đứng ông nhìn mình hoài không chịu làm mấy ba? Ok, chàng này. Ok rồi, đun sôi lên. Rồi xong thêm hai tô nè, rồi đem ra cho quý khách nè. Đây, một quý trời khách. Ơi. Dạ rồi, mời quý khách. Rồi thêm một tô nữa. Ủa, bên kia ăn sạch luôn không ơi, tôi thấy bên kia như ăn sạch bách rồi không? Hả? À, đâu? Nè. Ui trời ơi, quý khách bên này ăn hết trơn, ăn sạch bách luôn rồi. Ok, dọn đĩa. Ui, được 12 tiền. Yeah, ngon. Đang rồi. Ăn kìa, thích quá trời kìa, có cái mặt kìa. Ôi, mấy bạn nhìn cái gương mặt của quý khách đang ăn nữa bạn. Trời, ăn thấy ngon quá. Trời ăn thử mà lấy muỗng ăn hả ta? Ủa, người ta ăn bở, người ta húp nước, người ta lấy muỗng, người ta ăn có gì đâu. À, đúng rồi, ok, tôi biết rồi. Ok rồi, ui, đây có thêm quý khách mới nè. Bên này là Phong Cận, bên này là Cairo nè. Ủa, giống vậy? Sao kêu Phong Cận Cairo vậy? Tôi nhìn giống Phong Cận với Cairo vậy? Dạ rồi, quý khách cần một bàn hai người không? Ok, đợi em xíu. Trời ơi, ông đeo kính, ông đầu đỏ kìa. Y chang luôn. Rồi, quý khách bên này ăn xong rồi nè, lấy tô thôi. Dạ rồi, cảm ơn quý khách. Yeah, được thêm 12 tiền, ngon. Yeah. Ok. Vô đi quý khách. Trời ơi, biết là hai bàn rồi, bàn cho hai người rồi, vô đi quý khách. Bây giờ các bạn, tôi đang có một cái suy nghĩ thế này là làm cách nào để cho cái ông đầu bếp của chúng ta ổng sẽ phải nấu ăn đây ta. Từ nãy giờ tôi thấy ông đứng im không à. Ông đổi việc là ông tự làm. Hay là mình tự nấu luôn trời. Từ để coi nhân viên, hiện tại bây giờ mình có thể thuê được bồi bàn đó bạn. Đó, thuê được thêm bàn. Cả tài xế nữa. Ừ. Trời ơi. À, cái ông này là đầu bếp thực tập mấy bạn ơi, cho nên là mình phải nấu rồi ổng mới biết ổng nấu theo. Ok, trời hiểu. Sao thải ông ơi. Trời ơi, sao thải cho thuê đầu bếp luôn ơi, mình có tiền mà. Sao thải cái gì, từ để người ta nhìn mình nấu xong người ta mới nấu được phải không? Rồi được rồi, tôi hướng dẫn một lần nữa thôi nha. Đây nấu nè. Rồi, nấu xong hai tô phở siêu ngon luôn. Rồi, đây để em bưng phở cho quý khách nha. Đây mời một quý khách đầu tiên, anh Cairon ăn đi anh Cairon. 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 Ok. Anh Phong Cận bưng phở cho anh Phong Cận nha. Đây mời anh Phong Cận pha ke ăn nè. Đó, ok rồi. À, hai bạn nữ ăn cái gì nha? Bên này thì chúng ta đang thấy là có chị Camui nè, còn màu đỏ, màu đen bên này là anh Mr. Dịch. Ok. Ôi sao mọi người chỉ toàn ăn phở vậy ta? Được rồi, nhân viên ơi, nấu phở đi. Ôi, cuối cùng nhân viên ông cũng biết nấu ăn rồi kìa. Đúng rồi, biết nấu ăn rồi nè. Bây giờ tôi có tiền rồi, tôi sẽ thuê cho tôi thêm một bồi bàn để bồi bàn có thể lấy đồ ăn cho tôi nha. Ok rồi, đúng bồi rồi. Bàn. Lấy đồ ăn đem cho khách đi nhanh lên. Trời ơi, tôi là ông chủ mà tôi giống như là bồi bàn ở đây vậy đó. À đây. Nấu ăn quá đó, trời. Bưng rồi nè. Rồi đem qua cho khách nha. Đó, ok, quá giỏi luôn. Rồi dọn bát nè, lấy tiền nè. Rồi, ok. Nhưng mà khoan đã bạn ơi, tôi thấy á nha, hiện tại nhà hàng của chúng ta chỉ bán mỗi phở thôi thì sẽ rất là ít tiền, cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải bán thêm những món khác nữa. Ok, thì map này á, theo như tôi chơi tôi thấy là khá là hay với bạn ạ. À. Chúng ta có thể vào đây nấu ăn và đem cho khách đó. Nói chung là chúng ta sẽ kiếm được tiền luôn, khá là hấp dẫn. Thì cái game này tôi nghĩ là tôi sẽ chấm cho nó được 10 điểm đi, tại tôi thấy game này khá là 10 vui. 10 điểm. Đúng rồi, mình sẽ có thể xây thêm nhà hàng to hơn rồi đó. Sammy chấm mấy điểm? Chắc là 6 điểm thôi. 6 điểm á? Trời, Sammy không thích nấu ăn hả? À? Ok, hẹn gì Sammy nấu ăn dở quá. Chú Diệp. Không sao. Không sao. Sammy nấu ăn dù dở hay ngon, Phong vẫn ăn, hiểu không Sam? Này. Mà Sam clip mình các bạn ơi. Ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với con map cuối cùng nha. Ok, mình sẽ review đến con map cuối cùng nè. Và nếu như bạn nào có map nào hay nữa, hãy nhớ comment tên của map đó bên dưới, mình sẽ review nha. Ok, đến với map tiếp theo. Let's go. Rồi, ok. Và con map cuối cùng của chúng ta thì theo như mình đang xem ở trên màn hình đây, thì hình như map này là map lava mấy bạn ơi. Nhiệm vụ của những người chơi á là phải sống sót cuối cùng ở trên lava. À, tôi hiểu rồi. Từ tôi xem coi mấy người này ta chơi sao đây. Tôi thấy mấy cái người này hiện tại đang bị chôn vùi bên dưới lava nè bạn. Lava đang ngập lên nè. Và ai chiến thắng không? Ê Sam ơi, sao mà ở trong đây còn có thêm cái nước remote sắc nè Sam. Hot lắm, nước đang rất là hot lấy bạn. Nước này hơi bị hot luôn á, nhiều người mua vậy. Ủa gì đây? Rồi ok, vô trận nè. Ok, từ nhiệm vụ đúng của tôi này là tôi sẽ phải trốn khỏi lava. Ok, leo lên trên ngọn núi này là hợp lý nhất. Leo lên, ui có mấy đồng xu gì bên này nè. Rồi tôi qua tôi coi. Ủa nào đang càng cao càng tốt không ơi, cẩn thận okay, nha. Tôi lượm mấy đồng xu coi. Ok, leo lên cao đúng không? Leo lên cao để tránh lava đúng không? Leo lên. Tại sao là leo lên núi lửa để tránh núi lửa? Núi lửa phun trào. Oh my god, mọi người tránh đi coi chừng bị dính lava bây giờ. No. Ôi, các bạn nghe đứng trên núi lửa đúng không ơi, nhìn kìa, cháy chưa? Mấy ca
ông kia leo lên trên núi lửa, đứng ở trên đó luôn các bạn ơi. Khoan từ, hình như lava sẽ càng lúc càng dâng cao lên, và người nào mà sống sót cuối cùng là người đó sẽ thắng. Còn nếu như không mà bạn sẽ thua đó. Từ, để tôi nhảy lên trên đây coi. Ui, ui, tôi leo đầu người ta được là sao? Ê, có cái anh nào bên đây nhìn giống anh cameraman quá vậy? Anh TV. Anh này anh TV vậy? À, anh Phong Cận đang đứng ngay TV, chúng ta gọi là anh Phong Cận TV. Hợp lý, hợp lý. Ôi, sắp đụng mình rồi kìa. Oh no, lava đây càng lúc càng dâng cao hơn. Wow, win rồi. Yeah. Cái tưởng gì, quá đơn giản. Cái này tôi thấy nó hơi dễ bạn ơi, mà cái map này thấy nó cũng không có hay lắm, không có cái gì khó khăn cho mình nhiều nha. Ừ. Không, nhưng mà nó vui, thấy được lên vui, tôi thấy vui mà. Tôi thấy nó chỉ được có lên cao thôi chứ tôi chưa thấy nó vui chỗ nào hết trơn. À, có nghĩa là chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ được qua map tiếp theo, còn người nào thua đúng sẽ rồi. Phải ở lại. Ok, yeah. Ok, được. Vậy chỗ này là cao nhất nè, là leo trên đây là hợp lý nè. Chắc chưa? Chắc. Ôi, lava dâng lên thêm rồi các bạn ơi. Ok, ok. Nó sẽ càng lúc càng cao lên. Đừng, 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 đừng đẩy tôi, đừng đẩy tôi. Đừng có đẩy tôi. No. Trời ơi, xong luôn luôn rồi. Trời ơi, không có lên đánh luôn, thấy ghê luôn kìa. Rồi xong, chết queo bạn ơi. Nói chung là map này á thì mình thấy là chơi nó hơi nhạt các bạn ạ. Nó không có gì thú vị cho lắm, cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ cho nó 5 điểm thôi. Sammy cho mấy điểm? Tôi cho 7 điểm nha. Tôi thích trò 7 này. Điểm hả? Tôi thấy trò này dễ chơi. Vui mà, vui. Ok, vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy đã review xong những con map mà những bạn fan đã gửi cho mình, và những con map mà mình đã tìm được ở trên TikTok. Và nếu như bạn nào muốn mình review con map nào tiếp theo á, đừng quên hãy comment cái tên của cái game mấy bạn muốn mình review bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Mấy bạn đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, like video này, và qua bên kênh của Sammy đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha bạn. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Tạm biệt, bye bye. Hello team, hello team.